rồi, quá coi thường sức khỏe của công nhân luôn. Đến đây cho ăn thì đẹp 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 đấy, thấy chưa? Kinh quá. Đây là thực phẩm của Đài Loan cho công nhân ăn đấy ạ. Nguyên có ruồi muỗi gò bọ. Mọi người chú ý nhá, dùng Facebook phải dùng cẩn thận chứ không là dính đến cơ quan công an là mệt đấy. Đấy là nhắc nhở mọi người vậy, đang thì đang thoải mái. Đúng rồi đấy. Đấy, mà cái nội dung mà có vấn đề gì đấy là công an thì người ta xử lý đấy. Lần này sẽ có xử lý đấy nhá. Công nhân cái này là em nói anh Tuấn vậy, đã coi thường sức khỏe của công nhân. Bây giờ là chết luôn nhưng mà ngấm nào từ từ anh Tuấn ạ. Như bọn em là ăn ở đây quá lâu năm rồi. Thì cái này bao nhiêu năm như này rồi? Chết sớm rồi. Đau kia cơ. Mà mọi người đang lên tuyên truyền là mọi người vi phạm pháp luật đấy. Nói trước để mọi người biết. Còn cái chuyện này, đề nghị các bác các chị cái đùi gà cái cả cuống cái cả đùi gà cái cả đấy 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 tất cả mọi người, tất cả cái số này chúng tôi đã báo cáo với cơ quan cảnh sát điều tra và cùng cảnh sát môi trường của công an huyện Gia Viễn đang xuống đây để tiến hành lập biên bản và đưa cái mẫu này đi giám định. Và cũng tuyên truyền cho mọi người biết luôn là từ ngày 1/1/2019 là về luật an ninh mạng nhé, mọi người mà đưa những cái thông tin này lên nếu như mà tuyên truyền vẫn lạc mọi người vi phạm. Còn cái việc này nhìn bây giờ mọi người về làm việc để chúng tôi tiến hành lập biên bản. Mọi người về đi ạ, mọi người về đây, phải chỗ nghỉ đây, mọi người về chỗ nghỉ đây để công ạ. Như này thì làm sao quan đâu mà làm, công an không làm nhưng mà về vị trí của mình à, xem nó nhàn đéo gì cái gì đó trong này rồi à, kinh quá khiếm sợ thật. Con thiệt thối à, đúng rồi đấy, nó cứ bảo pháp luật đéo gì, đây hốc như này thì chà mình chà chết, nó hốc như này là mình chết đầu tiên đi. Nhưng mà làm sao để tóm được? Như này đây công nhân được đéo đâu nào đâu, đéo biết. Đứng yên đây, địt mẹ đi về. Tôi đang tìm cái mũ vừa lặn đây. Mày thế. Về đéo ăn nữa à? Kinh quá. Ông mày ơi, kinh. Cứ đưa lên mạng chết mẹ. Mẹ cho ăn uống kiểu này chết. Ôi nhìn thấy muốn nôn luôn. Con hả đâu? Ở trong nó lạc cái tìm chị ấy. Hả? Lạc cái tìm chị. Tao quậy hả ai đó đâu mày qua nó mà. Ôi em buồn nôn. Ôi đi nó ra đâu rồi nhỉ? Thôi đi về đi. Đi ơi nhưng đéo biết nó đâu rồi.